Ban truyền thông mến chào đại gia đình Central đã đến với chương mục Central Monday Motivation kỳ 11. Cả nhà thân mến, thật không quá khi nói rằng khán giả là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của phần thuyết trình của bạn. Bởi lẽ, mục tiêu chính cho việc trình bày là mong được sự thấu hiểu, quan tâm và ủng hộ đến thông điệp mà bạn muốn truyền tải. Vâng, kỹ năng cho các bước chuẩn bị và chọn lọc nội dung thật tốt để thật tự tin thuyết trình trước đám đông sẽ là chủ đề mà Mỹ Tuyền muốn chia sẻ cho cả nhà ngay sau đây nhé. Điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn chỉ mãi tập trung vào việc giới thiệu về câu chuyện bản thân hay chỉ tập trung vào tính năng lợi ích của sản phẩm, dịch vụ công ty mình mà quên nghĩ đến nhu cầu nghe thấy trải nghiệm thật sự của khán giả? Điều gì sẽ xảy đến nếu như bạn muốn tuyên truyền một chiến dịch, chuyển tải một thông điệp hay bạn hàn huyên tâm đắc với những gì mình đang chia sẻ nhưng khán giả lại cảm thấy chán nản vì những thông tin đó không hề hoặc ít có sự kết nối đến họ? Việc hiểu và kết nối được với khán giả của bạn chưa bao giờ quan trọng nhiều đến như thế. Vì vậy, hãy tìm hiểu khán giả trước khi bắt đầu đến buổi thuyết trình. Sau đây là những phương cách khá đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả giúp chúng ta kết nối và tạo ấn tượng tốt đẹp với khán giả của mình. Chúng ta hãy cùng tham khảo các tips từ chuyên gia thuyết trình Toastmaster nhé cả nhà. Một, hiểu khán giả. Bạn cần trả lời được câu hỏi khán giả đến buổi thuyết trình này vì điều gì? Họ đến không để nghe những điều chung chung mà họ hoàn toàn tự tìm hiểu được qua sách báo, qua internet, mà họ đến để được chia sẻ những điều mới lạ mà bạn khám phá hay đúc kết được. 2. Làm quen và chào hỏi khán giả ngay khi họ vừa đến buổi thuyết trình. Bạn sẽ thật sự ngạc nhiên khi có thể kết nối với khán giả dễ dàng hơn sau những lời trò chuyện ngắn này. Dùng thủ thuật call and response để bắt đầu phần trình bày của bạn, thực hiện bằng những câu hỏi mang tính khảo sát nhanh, có hoặc không, hoặc có bao nhiêu người. Ngoài ra, tìm hiểu những phong tục, nét văn hóa riêng của khán giả ở đó cũng rất quan trọng. 5. Điều cuối cùng, hãy sử dụng ngôn ngữ hình thể một cách tự tin và duyên dáng. Hãy mỉm cười thật tươi, kết nối với khán giả bằng ánh mắt chân thành. Không ai có thể chối từ được một người rất là dễ thương và thân thiện phải không nào? Cả nhà thân mến, chủ đề Mỹ Tuyền chia sẻ vừa rồi đã phần nào giúp cả nhà bỏ túi được 5 mẹo quan trọng nhằm cải thiện kỹ năng thuyết trình và chinh phục người nghe, phải không ạ? Vâng, chuyên mục Central Monday Motivation kỳ 11 xin khép lại tại đây. Và trong kỳ 12 tới, ban truyền thông sẽ chia sẻ đến cả nhà 4 tips siêu hay và cực kỳ đơn giản đến từ nhà vô địch thuyết trình quốc tế về làm chủ ngôn ngữ hình thể. Mời cả nhà đón xem nhé! Mọi thông tin hình ảnh đóng góp về cho chương trình mời cả nhà gửi email về cho ban truyền thông theo địa chỉ tta@central.vn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.